Thưa quý vị, sáng qua ngày 24 tháng 2 năm 2016, hơn 4.100 thanh niên sinh sống tại 24 quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường tổng quân với thời gian nhập ngũ là 24 tháng. Đây cũng là đợt bàn giao quân duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016 theo luật nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Năm nay, các tân binh sẽ nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các đơn vị thuộc lực lượng công an. Tuy rằng năm nay nó có khó khăn hơn là do là Bình Thạnh chúng tôi là giao quân của đợt 2 năm 2015. Thì như vậy là đến đợt 1 này thì cứ có khoảng vài tháng để chúng tôi chuẩn bị. Tuy nhiên là với sự nỗ lực và cái sự chỉ đạo phải nói là rất sâu sát của quân ủy cũng như ủy ban dân quận và sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể thì chúng tôi cũng đã có đạt được cái số lượng và theo cái chỉ tiêu thành phố giao. Sau hội trống giao quân, các tân binh lần lượt lên đường về đơn vị để chuẩn bị cho đợt huấn luyện chiến sĩ mới. Các thanh niên ai cũng phấn khởi và lạc quan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Rất là hào hứng và cảm thấy rất là vinh dự vì cái này cũng là một phần ước mơ của mình. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và nếu mà sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nếu có thể cũng xin học thêm lên chiến sĩ quan. Hiện nay tôi vẫn đang học, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì tôi sẽ tiếp tục học tiếp. Nhiều người thân của các tân binh đã không kìm được sự xúc động, tự hào khi thấy con trai, người thân của mình trưởng thành lên đường phục vụ cho Tổ quốc. Cháu đã tự lo cho cháu được rồi, chị không phải lo gì hết. Chị rất là phấn khởi, cháu đi chị lại rất là tự hào cho cháu. Ta thì là rất là buồn, nhưng mà nếu như mà bạn em đi về thì có thể là trưởng thành hơn một tí, trưởng chạc hơn một tí thì em cũng vui. Ngoài việc thăm hỏi dặn dò của người thân, các tân binh cũng được lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể thăm hỏi động viên, từ đó an tâm thực hiện nghĩa vụ công dân với đất nước.